phẩm mười lực Dasapala Vagga Một la mã Kinh mười lực Dasapala Sutta 21. Trú ở Savatthi Vân vân Này các tỷ kheo Như lai đầy đủ mười lực Đầy đủ bốn vô sở úy Tự nhận vị trí ngưu vương rống tiếng rống con sư tử giữ hội chúng chuyển pháp luân và nói rằng đây là sắc đây là sắc tập khởi đây là sắc đoạn diệt đây là thọ đây là thọ tập khởi đây là thọ đoạn diệt đây là tưởng đây là tưởng tập khởi đây là tưởng đoạn diệt đây là hành đây là hành tập khởi đây là hành đoạn diệt đây là thức đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi do ly tham đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành diệt do hành diệt nên thức diệt vân vân như trên như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt hai la mã kinh mười lực thứ hai dutiya dasapala sutta hai mươi hai trú tại savatthi vân vân này các tỷ kheo như lai đầy đủ mười lực bốn vô sở úy vân vân như trên như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt vân vân như vậy này các tỷ kheo pháp được ta khéo thuyết hiển thị khai thị hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn như vậy này các tỷ kheo với pháp được ta khéo thuyết hiển thị khai thị hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn thật là đủ cho thiện nam tử do lòng tin xuất gia có thể bắt đầu tinh tấn hành trì và nguyện như vậy nay các tỷ kheo với pháp được ta khéo thuyết hiển thị khai thị hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn chắc chắn dầu chỉ còn lại da gân và xương trên thân dầu thịt máu trở thành khô cạn. Mong rằng tinh tấn lực sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trưởng phu lực, nhờ trưởng phu tinh tấn, nhờ trưởng phu cần giỏng. Khổ thay, này các tỷ kheo, là người sống biến nhát, dính đầy các pháp ác bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm an lạc thay này các tỷ kheo là người sống tinh cần tinh tấn viễn ly các ác bất thiện pháp và mục đích lớn được viên mãn này các tỷ kheo không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng này các tỷ kheo phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng đáng được tán thán này các tỷ kheo là phạm hạnh này với sự có mặt của bậc đạo sư do vậy này các tỷ kheo hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt để chứng đắc những gì chưa chứng đắc để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ có vậy sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trống không mà có kết quả có thành tích và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc trị bệnh, giàu cho những thứ này là khiêm tốn, đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Này các tỷ kheo, thế được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn, không phóng giật. Hay này các tỷ kheo, khi thấy lời tha là vừa đủ để tinh tấn, không phóng vật. Hay này các tỷ kheo, thấy lợi cả hai là vừa đủ để tinh tấn không phóng vật. Ba La Mã Kinh Duyên Upanisa Sutta 23. Trú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, đối với người biết, này các tỷ kheo, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt. Không phải đối với người không biết, không phải đối với người không thấy. Và này các tỷ kheo, như thế nào đối với người biết, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân đây là thức đây là thức tập khởi đây là thức đoạn diệt như vậy này các tỷ kheo đối với người biết như vậy đối với người thấy các lậu hoặc được đoạn diệt này các tỷ kheo trong đoạn diệt ấy trí về đoạn diệt ta nói rằng trí ấy có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của trí về đoạn diệt là gì giải thoát là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng giải thoát có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của giải thoát là gì ly tham là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng ly tham có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của ly tham là gì yểm ly là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng yểm ly có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của yểm ly là gì? Tri kiến như chân là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng tri kiến như chân có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của tri kiến như chân là gì? định là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng định có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của định là gì lạc là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng lạc có duyên không phải không có duyên này các tỷ kheo duyên của lạc là gì khinh an là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng kinh an có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của kinh an là gì hỷ là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng hỷ có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của hỷ là gì hân hoan là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng hân hoan có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của hân hoan là gì lòng tin là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng lòng tin có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của lòng tin là gì khổ là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng khổ có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của khổ là gì sanh là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng sanh có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của sanh là gì hữu là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng hữu có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của hữu là gì thủ là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng thủ có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của thủ là gì ái là câu trả lời này các tỷ kheo ta nói rằng ái có duyên không phải không có duyên và này các tỷ kheo duyên của ái là gì thọ là câu trả lời vân vân như trên. Xúc là câu trả lời, vân vân. Sáu xứ là câu trả lời, vân vân. Danh sắc là câu trả lời, vân vân. Thức là câu trả lời, vân vân. Hành là câu trả lời. Và này các tỷ kheo, ta nói rằng hành có duyên không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan, hân hoan duyên hỷ. Hỷ duyên kinh an, kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yểm ly, yểm ly duyên ly tham, ly tham duyên giải thoát, giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hạt, và nước chảy theo triền thấp tràn đầy hang núi khe núi thung lũng khi các hang núi khe núi thung lũng được tràn đầy thời ao nhỏ được tràn đầy ao nhỏ được tràn đầy thời ao lớn được tràn đầy ao lớn được tràn đầy thời sông nhỏ được tràn đầy sông nhỏ được tràn đầy thời sông lớn được tràn đầy sông lớn được tràn đầy thời biển lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan hân hoan duyên hỷ hỷ duyên kinh an kinh an duyên lạc lạc duyên định định duyên tri kiến như chân tri kiến như chân duyên yểm ly yểm ly duyên ly tham ly tham duyên giải thoát giải thoát duyên trí về đoạn diệt bốn la mã Kinh ngoại đạo sư. anya Titiya Sutta. 24. Trú ở Rajagaha, vương xá tại Veluvana trúc lâm. Tôn giả Sariputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào vương xá để khất thực. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ, thật là quá sớm để vào vương xá khất thực ta hãy đi đến vườn của các du sĩ ngoại đạo rồi tôn giả sariputta đi đến vườn của các du sĩ ngoại đạo sau khi đến nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu tôn giả liền ngồi xuống một bên các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả sariputta đang ngồi xuống một bên này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm này hiền giả sariputta có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh ở đây này hiền giả sariputta sa môn gotama thuyết như thế nào tuyên bố như thế nào và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Samom Gotama tuyên bố. Chúng tôi không xuyên tạc Samom Gotama không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích. Trừ khiên giả, Thế Tôn đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc nói như vậy là đáp đúng lời thế tôn tuyên bố không xuyên tạc thế tôn không đúng sự thật pháp được trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích ở đây này chư hiền những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm khổ ấy chính do duyên xúc những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh khổ ấy chính do duyên xúc ở đây này chư hiền những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do người khác làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra và những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra tôn giả ananda nghe câu chuyện giữa tôn giả sariputta với các du sĩ ngoại đạo ấy rồi tôn giả ananda đi khất thực ở vương xá xong sau bữa ăn trên con đường trở về đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả sariputta và các du sĩ ngoại đạo trình bày lên thế tôn lành thay lành thay này ananda sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh này ananda ta nói rằng khổ do duyên mà sanh do duyên gì do duyên xúc nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố không xuyên tạc ta không đúng sự thật và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích ở đây này ananda những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm khổ ấy chính do duyên xúc những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh khổ ấy chính do duyên xúc ở đây này ananda những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra này Ananda, một thời ta trú ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi này Ananda, vào buổi sáng ta đắp y, cầm y bát, đi vào vương xá để khất thực. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Thật là quá sớm đi vào vương xá để khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi này Ananda, ta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, ta nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ta ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với ta đang ngồi một bên. Này hiền giả Gautama, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, này hiền giả gotama lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do người khác làm này hiền giả gotama lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm này hiền giả gotama lại có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp tuyên bố Khổ không do tự mình làm và không do người khác làm. Khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, tôn giả Gautama thuyết như thế nào? Chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời tôn giả Gautama tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc tôn giả Gautama không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích. Khi được nghe nói vậy, "Này Ananda, ta nói với các du sĩ ngoại đạo ấy. Này Chư Hiền, ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc, ta không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp." và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, chư hiền giả, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào, vân vân như trên. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây chư hiền giả, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra thật vi diệu thay bạch thế tôn thật hy hữu thay bạch thế tôn làm sao tất cả nghĩa được nói chỉ trong một câu bạch thế tôn nếu nghĩa này được nói rộng ra. Nghĩa này sẽ sâu thẳm và có vẻ được xem là sâu thẳm. Vậy này Ananda, ông hãy trình bày nghĩa ấy ở đây. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, già chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau và chết thưa các tôn giả lấy sanh làm nhân lấy sanh tập khởi lấy sanh tác sanh lấy sanh làm hiện hữu được hỏi vậy bạch thế tôn còn trả lời như vậy bạch thế tôn nếu họ hỏi con này hiền giả ananda sanh lấy gì làm nhân lấy gì tập khởi lấy gì tác sanh lấy gì làm hiện hữu được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn con sẽ trả lời như sau: Sanh thừa các tôn giả, lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, Này hiền giả Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh? lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn còn sẽ trả lời như sau. Hữu, thưa các tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn còn trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, thủ lấy gì làm nhân, vân vân ái lấy gì làm nhân, vân vân, thọ lấy gì làm nhân, vân vân như trên. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Xúc thừa các hiền giả, lấy sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy sáu xứ làm hiền hữu. Thưa các hiền giả, do sự ly tham, đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt, do xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn còn trả lời như vậy. Năm La Mã, Kinh Pumicha Pumicha Sutta 25. Trú ở Savatthi Rồi tôn giả Pumicha vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả sariputta sau khi đến nói lên với tôn giả sariputta những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả pumicha thưa tôn giả sariputta hiền giả sariputta có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm. Hiện giả Sariputta lại có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do người khác làm. Hiện giả Sariputta lại có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm và do người khác làm hiền giả Sariputta lại có những sa môn, bà la môn, chủ trương về nghiệp, tuyên bố, lạc, khổ, không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc, là khổ, do tự nhiên sanh. Ở đây, này hiền giả Sariputta, Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố chúng tôi không xuyên tạc thế tôn không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích. Này khiền giả, Thế Tôn đã nói lạc khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật pháp được trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích ở đây này hiền giả những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ do tự mình làm lạc khổ ấy chính do duyên xúc những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc là khổ do tự nhiên sanh, lạc khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này hiền giả, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm không do người khác làm lạc là khổ do tự nhiên sanh họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra tôn giả ananda được nghe chuyện này giữa tôn giả sariputta với tôn giả pumicha rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả sariputta với tôn giả pumicha bạch lên thế tôn lành thay lành thay này ananda sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh này ananda ta nói rằng khổ là do duyên mà sanh do duyên gì do duyên xúc nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố không xuyên tạc ta không đúng sự thật pháp được trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn ta có thể tìm được lý do để chỉ trích ở đây này ananda những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm, là khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào, vân vân, như trên. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, là khổ do tự nhiên sanh, là khổ ấy chính do duyên xúc ở đây này ananda những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ do tự mình làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện ấy không xảy ra những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm không do người khác làm. Là khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện ấy không xảy ra. Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân, thân tư niệm, thời nội thân khởi lên là khổ. Chỗ nào có lời nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên là khổ chỗ nào có ý này Ananda do nhân ý tư niệm thời nội thân khởi lên là khổ và do duyên vô minh hoặc tự mình này Ananda làm cách thân hành do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ hoặc do người khác này Ananda làm cách thân hành do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ hoặc với ý thức rõ ràng này Ananda làm cách thân hành do duyên ấy nội thân Khởi lên là khổ hoặc không với ý thức rõ ràng này Ananda làm cách thân hành do duyên ấy nội thân Khởi lên là khổ hoặc tự mình này Ananda làm cách khẩu hành do duyên ấy nội thân Khởi lên là khổ hoặc cho người khác này ananda làm các khẩu hành do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ hoặc với ý thức rõ ràng này ananda vân vân như trên hoặc không với ý thức rõ ràng này ananda làm các khẩu hành do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ hoặc tự mình này ananda làm các ý hành do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ. Hoặc do người khác, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, vân vân như trên. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ. Này Ananda, các pháp này đều bị vô minh chi phối này ananda với Ly tham đoạn diệt hoàn toàn vô minh thân ấy không có do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ khẩu ấy không có do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ ý ấy không có do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ chúng không phải là đồng ruộng vân vân chúng không phải là căn cứ, vân vân. Chúng không phải là xứ, vân vân. Chúng không phải là luận sự, do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ. Sáu La Mã Kinh Upavana Upavana Sutta Hai mươi sáu Trú ở Savatthi rồi tôn giả Upavana, Upamana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upavana bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn có những sa môn, bà la môn, tuyên bố, khổ do tự mình làm. Bạch Thế Tôn lại có những sa môn, bà la môn, tuyên bố, khổ do người khác làm. Bạch Thế Tôn lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm bạch thế tôn lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh ở đây bạch thế tôn thế tôn thuyết như thế nào tuyên bố như thế nào và chúng con trả lời như thế nào để đáp đúng lời thế tôn tuyên bố Chúng con không xuyên tạc thế tôn, không đúng sự thật. Pháp chúng con trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích. Này Upapana, ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc ta không đúng sự thật pháp được trả lời là thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn có thể tìm được lý do để chỉ trích ở đây này upavana những sa môn bà la môn nào tuyên bố khổ do tự mình làm ra khổ ấy chính do duyên xúc những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào tuyên bố khổ không do mình làm không do người khác làm khổ do tự nhiên sanh khổ ấy chính do duyên xúc ở đây này upavana những sa môn bà la môn nào tuyên bố khổ do tự mình làm họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc sự kiện như vậy không xảy ra những sa môn bà la môn nào vân vân như trên những sa môn bà la môn nào tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Bảy La Mã Kinh Duyên Pachaya Sutta 27. Trú ở Savatthi Này các tỷ kheo, vô minh chuyên hành hành chuyên thức vân vân như trên như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này này các tỷ kheo thế nào là già chết cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị già yếu suy nhược hủ bại tóc bạc da nhăn tuổi thọ tàn lụi các căn chín mùi đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn hư hoại, thân thể hoại diệt, vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỷ kheo đây gọi là già chết do sanh khởi già chết khởi do sanh diệt già chết diệt đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt tức là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định và này các tỷ kheo thế nào là sanh vân vân và này các tỷ kheo thế nào là hữu vân vân và này các tỷ kheo thế nào là thủ vân vân và này các tỷ kheo thế nào là ái vân vân và này các tỷ kheo thế nào là thọ vân và này, kheo, là vân và này các tỷ kheo thế nào là xúc vân vân và này các tỷ kheo thế nào là sáo xứ vân vân và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là thức, vân vân như trên. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành. Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh khởi, hành khởi do vô minh diệt, hành diệt, đây là thánh đạo tám ngành đưa đến sự đoạn diệt các hành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỷ kheo, do vị thánh đệ tử biết duyên như vậy, duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt như vậy. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đạt tri kiến đạt kiến đã đạt đến diệu pháp này thấy được diệu pháp này đã đầy đủ hữu học trí đã đầy đủ hữu học minh đã nhập được pháp lưu là bậc thánh minh đạt tuệ đã đứng gõ vào cửa bất tử tám la mã kinh vị tỷ kheo bhikkhu sutta 28 Trú ở Savatthi, vân vân Tại đây, vân vân Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo hiểu rõ già chết Hiểu rõ già chết tập khởi Hiểu rõ già chết đoạn diệt Hiểu rõ con đường đưa đến già chết Hiểu rõ sanh, vân vân Hiểu rõ hữu, vân vân Hiểu rõ thủ, vân vân hiểu rõ ái, vân vân. Hiểu rõ thọ, vân vân. Hiểu rõ xúc, vân vân. Hiểu rõ sáu xứ, vân vân. Hiểu rõ danh sắc, vân vân. Hiểu rõ thức, vân vân. Hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt như vậy. Và này các tỷ kheo Thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, già nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị một diệt hủy hoại tiêu mất tử vong các uẩn hư hoại thân thể hoại diệt vứt bỏ đây gọi là chết như vậy đây là già đây là chết này các tỷ kheo đây gọi là già chết do sanh khởi già chết khởi do sanh diệt già chết diệt đây là thánh đạo tám ngành đưa đến và chết đoạn diệt tức là chánh tri kiến vân vân chánh định và này các tỷ kheo thế nào là sanh vân vân như trên này các tỷ kheo thế nào là hữu vân vân này các tỷ kheo thế nào là thủ vân vân này các tỷ kheo thế nào là ái vân vân là thọ vân vân là xúc, vân vân, là sáu xứ, vân vân, là danh sắc, vân vân, là thức, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có ba hành. Này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba hành này, này các tỷ kheo, được gọi là hành. Do vô minh khởi nên hành khởi, do vô minh diệt nên hành diệt. Đây chính là thánh đạo tám ngành đưa đến hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân chánh định. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo biết rõ và chết như vậy, biết rõ và chết tập khởi như vậy, biết rõ già chết đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến và chết đoạn diệt như vậy. Do biết rõ sanh như vậy, vân vân hữu vân vân thủ vân vân ái vân vân thọ vân vân xúc vân vân sáo xứ vân vân danh sắc vân vân thức vân vân do biết rõ hành như vậy biết rõ hành tập khởi như vậy biết rõ hành đoạn diệt như vậy biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy này các tỷ kheo tỉ kheo như vậy được gọi là đạt tri kiến đạt kiến đã đạt đến diệu pháp này thấy được diệu pháp này đã đầy đủ hữu học trí đã đầy đủ hữu học minh đã nhập được pháp lưu là bậc thánh minh đạt tuệ đã đứng gõ vào cửa bất tử chính la mã kinh sa môn bà la môn Samana Brahmana Sutta 29. Trú ở Savatthi, vân vân Tại đây, vân vân Ở đây, này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không hiểu rõ và chết, không hiểu rõ và chết tập khởi, không hiểu rõ và chết đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến và chết đoạn diệt không hiểu rõ sanh, vân vân như trên. Hữu, vân vân, thủ, vân vân, ái, vân vân, thọ, vân vân, xúc, vân vân, sáu xứ, vân vân, danh sắc, vân vân, thức, vân vân. Không hiểu rõ hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu rõ hành đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt những sa môn hay bà la môn ấy đối với ta không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay bà la môn giữa các hàng bà la môn và những tôn giả ấy cũng không thể ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh và này các tỷ kheo những sa môn hay bà la môn nào hiểu rõ già chết, hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, hiểu rõ sanh, vân vân, hữu, vân vân, thủ, vân vân, ái, vân vân, thọ, vân vân, xúc, vân vân, sáu xứ, vân vân, danh sắc, vân vân, thức, vân vân, hiểu rõ hành Hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt. Những sa môn hay bà la môn ấy đối với ta được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. mười la mã kinh sa môn bà la môn thứ hai dutiya Mana sutta ba mươi trú ở savatthi vân vân tại đây vân vân này các tỷ-kheo những sa môn hay bà la môn nào không biết già chết không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú. Sự kiện như vậy không xảy ra. Không biết sanh, vân vân, hữu, vân vân, thủ, vân vân, ái, vân vân, thọ, vân vân, xúc, vân vân, sáu xứ, vân vân, danh sách, vân vân thức vân vân không biết hành không biết hành tập khởi không biết hành đoạn diệt không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú sự kiện như vậy không xảy ra và này các tỷ kheo những sa môn hay bà la môn nào biết già chết biết già chết tập khởi biết già chết đoạn diệt biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú. Sự kiện như vậy có xảy ra. Biết sanh, vân vân, hữu, vân vân, thủ, vân vân, ái, vân vân, thọ, vân vân, xúc, vân vân, sáu xứ, vân vân, danh sắc, vân vân, thức, vân vân, biết hành, biết hành tập khởi, biết hành đoạn diệt, biết con đường đưa đến hành đoạn diệt họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú sự kiện như vậy có xảy ra